Xin chào các bạn, bản tin bóng đá Việt Nam đã quay trở lại rồi đây. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin bóng đá nóng hổi nhất nhé. U23 Malaysia thắng ngược dòng kịch tính trước Thái Lan trên sân Thiên Trường tối mùng 7 tháng 5. Voi chiến có bàn dẫn trước ở hiệp 1 với pha lập công của Gustafsson. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Jonathan khiến thế trận đảo chiều. Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Malaysia có bàn gỡ nhờ công của Asi rồi sau đó ấn định chiến thắng ở phút thứ 90 cộng 4 với cú sút của Bin Aja đưa bóng đập chân Anusak rồi đi vào lưới. Trong trận đấu được ví như chung kết sớm của bảng B, U23 Thái Lan và Malaysia tạo nên cuộc so tài hấp dẫn. Voi chiến sớm tạo ra sóng gió trước khung thành Jihani với nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp của Ekanit Pania và tiếp đến là tình huống đánh đầu trên khung thành của Chakrit. Thế trận chủ động của U23 Thái Lan được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Gustafsson ở phút thứ 34 anh xoay sở khéo léo dù có chiều cao 1m87, vượt qua ba cầu thủ theo kèm bên Malaysia để dứt điểm đánh lửa hướng phán đoán của thủ môn Jihani. U23 Thái Lan dẫn bàn nhưng hàng phòng ngự của họ chưa thể đem lại sự yên tâm. Không ít lần khung thành của Ka bị đe dọa bởi sự bất cẩn của các hậu vệ Thái Lan. Một trong những tình huống như vậy khiến U23 Thái Lan thiệt quân với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Jonathan sau pha phạm lỗi với Bát Sát để ngăn tiền đạo Malaysia bằng số dứt điểm. Hakim lỡ cơ hội nhiều nhất bên U23 Malaysia trong hiệp 1. Đầu tiên là pha chạm bóng vọt xà ở phút thứ 24 sau nỗ lực truyền vào từ cánh phải. Tiếp đến là tình huống ở phút thứ 41, Hakim nhận được truyền từ cú đánh gót của Asi và một lần nữa đi bóng vọt xa. Lợi thế hơn người được Malaysia tận dụng triệt để trong hiệp 2 với thế trận áp đảo, những tình huống lên bóng biên rồi tạt vào vẫn được các cầu thủ áo vàng triển khai để rồi có bàn gỡ ở phút thứ 61. Từ nỗ lực truyền vào của Bin Mahadi, Ahmad Ari đệm bóng cận thành ghi bàn. Trận đấu trở nên nóng hơn ở những phút cuối khi Mohamed Murad gặp chấn thương sau pha va chạm phải đưa đi cấp cứu. Trong thế trận tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, Malaysia đã tận dụng những giây cuối để ghi bàn ấn định thắng lợi. Pha bóng lập bập trong vùng cấm Thái Lan sau cú sút của Abdul Razak nhưng thủ môn Kawin cản được. Bóng bật ra tới chỗ của Bin Aza, cầu thủ này xử lý bình tĩnh, sút bóng đập vào chân Anusak rồi đi vào lưới, qua đó giúp Malaysia thắng trận quan trọng trước Thái Lan. Chiến thắng trước U23 Thái Lan giúp cánh cửa tiến vào bán kết trở nên rộng mở với U23 Malaysia. Trong khi đó, huấn luyện viên Mano Poking bên phía voi chiến không giấu được sự thất vọng to lớn. Nguy cơ bị loại từ vòng bảng đang mở ra trước mắt U23 Thái Lan. Thất bại trước U23 Malaysia chắc chắn là gáo nước lạnh dành cho U23 Thái Lan. Trước trận đấu nhằm tiếp thêm động lực cho các cầu thủ U23 Thái Lan trước trận đấu giao quân tại SEA Games 31 gặp Malaysia, nữ trưởng đoàn Nua Phan Lam San, hay tên gọi khác là Madam Pang, đã trao thưởng 5 triệu bạc quy đổi là hơn 3,3 tỷ đồng nếu voi chiến giành thắng lợi trong trận này. Đây được đánh giá là một liều doping cực lớn, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mano Poking có thêm động lực để giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng vì chơi thiếu người, U23 Thái Lan nhận cái quá đắng. Dập tắt bao hy vọng có được trận đấu ngay giao quân, có thể hạ gục những chú hổ man lai như U23 Việt Nam hủy diệt U23 Indonesia, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mano Poking đã không làm được điều tương tự như vậy. Cũng trong kỳ tại SEA Games 30, lần đầu tiên kể từ kỳ đăng cai trên sân nhà năm 2003, đoàn thể thao Việt Nam xếp trên Thái Lan trong bảng tổng sắp của một đại hội. Đó cũng là lần đầu tiên Việt Nam đoạt cả hai huy chương vàng bóng đá nam và nữ, cùng với ngôi đầu ở Điền Kinh, có thể nói chưa bao giờ thể thao Thái Lan phải nhận những thất bại cay đắng đến thế. Họ vì thế phải tính đến việc thất bại trong danh dự bằng cơ hội thâu tóm huy chương vàng ở nội dung bóng đá và đặc biệt là không thể để thua ở nội dung bóng đá nam, nhất là sau khi họ vừa vô địch AFF Cup 2020. Trường đoàn Pang đã phải đưa huấn luyện viên Mano Poking về dẫn dắt các cầu thủ U23 Thái Lan đồng thời rời lịch giải đấu quốc nội để vị huấn luyện viên này có được những cầu thủ tốt nhất dự SEA game để đòi lại tấm huy chương vàng từ tay nước chủ nhà Việt Nam. Bên cạnh đó, nữ trưởng đoàn madam Pang không ngần ngại vung tiền để đưa những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài về thi đấu và cam kết tài trợ mọi chi phí trong thời gian về làm nghĩa vụ quốc gia cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác. Có thể thấy voi chiến đang vô cùng quyết tâm cạnh tranh chức vô địch với U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Nhưng trong trận đấu tối nay với U23 Malaysia, từ trưởng đoàn madam Pang cho tới huấn luyện viên Mano Poking cùng các học trò đã phải nhận gáo nước lạnh trong ngày bắt đầu thực hiện mục tiêu đoạt tấm huy chương vàng từ tay nước chủ nhà Việt Nam. Phát biểu sau trận thua muối mặt, thuyền trưởng U23 Thái Lan vẫn tỏ ra tiếc nuối vì nhận thất bại 1-2 chiếc Malaysia trong thế trận thiếu người vì tấm thẻ đỏ của trung vệ Jonathan Kemdi. Bàn thua đến ở phút bù giờ khá đáng tiếc với U23 Thái Lan. Đáng ra chúng tôi đã có một điểm. Chúng tôi bị bất lợi từ hiệp 1 nhưng vẫn duy trì cự ly đội hình tốt nên vẫn xứng đáng có điểm. Chúng tôi còn 3 trận đấu và sẽ cố gắng làm tốt ở phần còn lại. Tình huống dẫn đến thẻ đỏ làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu khi chúng tôi phải tiếp tục đá thiếu người. Tuy nhiên bóng đá là vậy và ta phải chấp nhận điều đó. U23 Malaysia ở trận này chơi quyết tâm hơn, kiểm soát bóng và ý chí của họ tốt hơn chúng tôi. Huấn Mano Poking nhận định về tấm thẻ đỏ. Trong khi đó, huấn luyện Brett Maloney tỏ ra khiêm tốn dù đánh bại ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng. Ông nói ngắn gọn, còn quá sớm để nói đến tấm vé dự bán kết. Cầu thủ của tôi cần tập trung cho từng trận để tiếp tục có kết quả tốt và tiến sâu tại SEA Games 31. Chiến lược gia người Australia cũng dành lời khen cho học trò. Các cầu thủ được thi đấu dưới điều kiện sân bãi và khán giả tuyệt vời. Đây cũng là trận đấu cũng tuyệt vời không kém của chúng tôi với 3 điểm có được. Đặc biệt, các cầu thủ được thay vào sân trong hiệp 2 đều thi đấu tốt và đóng góp quan trọng vào chiến thắng hôm nay. Việc cầu thủ đội trưởng của chúng tôi bị chấn thương phải đi bệnh viện là điều đáng tiếc. Cậu ấy bị vùng phía trên đầu nên chưa biết thế nào, cần phải được bác sĩ kiểm tra kỹ. Chúng tôi có những sự thay thế, nhưng hy vọng cậu ấy có thể sớm hồi phục để quay lại với đội bóng. Sau lượt trận đầu tiên, với việc để thua thảm hại trước U23 Malaysia, U23 Thái Lan đang tạm xếp bét bảng B. Với những gì mà Lào và Singapore đã thể hiện ở trận đấu trước đó, diễn biến ở bảng B sẽ rất khó đoán. Với việc đội nhà thua ngay trong ngày đầu gia quân, truyền thông Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng khi U23 Thái Lan để thua U23 Malaysia ở trận đấu tại SEA Games 31. Dẫn trước và tạo dựng được thế trận tốt hơn, nhưng U23 Thái Lan đánh mất tất cả sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Jonathan Kemdi. Voi chiến thua ngược với tỷ số 1-2, trong đó bàn thua thứ hai đến ở phút bù giờ cuối cùng. Trang Siam Sports giật hàng tít, 10 cầu thủ voi chiến thua sốc, U23 Thái Lan dẫn trước nhưng cuối cùng thất bại bởi bàn thua phút bù giờ trước U23 Malaysia. Siam Sports viết về chiếc thẻ đỏ của Jonathan Kemdi. Trọng tài rút thẻ đỏ ngay lập tức khi quan sát thấy động tác phạm lỗi của Jonathan Kemdi khiến cầu thủ Malaysia ngã xuống. Tấm thẻ đỏ này đã khiến huấn luyện viên Mano Poking phải thực hiện những thay đổi về chiến thuật và chơi phòng ngự. Ngay cả người ghi bàn mở tỷ số là Patrick Gustafsson cũng bị rút ra ngoài. Trang Thái Rat viết, Việc chỉ còn thi đấu với 10 người đẩy U23 Thái Lan vào tình cảnh quá khó khăn. U23 Malaysia sau khi tìm được bàn gỡ hòa một đều vẫn gây sức ép mạnh mẽ, để rồi cuối cùng U23 Thái Lan đã sụp đổ vào thời gian đã bù giờ. Thái Rat cũng nhắc nhở U23 Thái Lan rằng hiện họ đang tạm thời nằm ở vị trí cuối bảng sau trận thua trước U23 Malaysia. Nếu muốn giành vé vào bán kết, thay cho huấn luyện viên Mano Poking không được phép mắc thêm sai lầm. Điểm chung của nhiều tờ báo Thái Lan là thái độ chấp nhận tấm thẻ đỏ mà trọng tài dành cho Jonathan Kemdi. Pha phạm lỗi quá thô ngăn chặn một tình huống có thể ăn bàn của U23 Malaysia đã nhận phải án phạt sắc đáng. Một số trang báo xứ chùa vàng cũng bày tỏ sự lo lắng cho U23 Thái Lan khi hai ngày nữa sẽ phải đối đầu U23 Singapore trong trạng thái bị vắt kiệt sức và không đủ những nhân sự tốt nhất. các bạn nghĩ sao về những thông tin bóng đá ngày hôm nay hãy nhanh tay comment cho chúng tôi cùng biết nhé xin chào và hẹn gặp lại